đứng. Ông kiềm chế bản thân vào đi. Nó đang kiểu khỉ ông đó. Quang Lâm đâu rồi? Dưới cái đít tổng. Kìa trời, ê Lâm ơi. Sao cái tay mày? Ủa, tao lái cho tôi gặp đây. Nè, mày cái tay với mày kìa. Tao với mày luôn. Cái tay đâu ra vậy? Ông đi. Bà ơi, tại sao tụi con đến đây giúp đỡ cho bà mà tại sao bà lại có sự cách đối xử như vậy với tụi con? Tụi con đâu phải đến đây phá bà đâu. Tụi con ở đây là từ tâm phát tâm ra đến để giúp đỡ, chứ không có thầy nào hết. Không, tụi con không có thầy bùa. Mà tụi con đi giúp đỡ bà cũng ủa cái kéo này nhớ tụi nó bỏ ở đây rồi mà ta. Má ơi. Ủa. Nãy tụi bỏ ở đây nè. Đừng bỏ đó nữa. Bỏ túi luôn đi. Hồi sao bỏ túi tay sắp sao? Này sắp dù gì nó cũng đâm vô giò thôi. Thôi. Khỏi đâm giò đi. Đâm giò cái đi luôn. Mà chơi keo lớn quá. Đưa đây tao cầm cho. Chơi đây nè. Bây giờ á, con nói với bà nghe thế này. Không biết bà đang gặp nguyên nhân sự cố như sao và ai hại bà, thì bà phải nói rõ cho tụi con nắm được, tụi con giúp đỡ cho bà được. Còn ở đây á, bà đang nghi ngờ tụi con là được ai đó sai đây để bắt bà. Nhưng mà điều bà nói với tụi con là hai ông linh kia mà giả dạng hai tụi con đã bị bắt rồi. Nhưng mà lúc nãy giờ tụi con vẫn thấy được họ đang ở đây. Thì không biết là nguyên nhân nào mà bà lừa tụi con hay hoặc là như nào đó, bà có thể cho tụi con biết được cái tình tiết cũng như là câu chuyện ở đây hay không? Nghe tiếng động trong. Có ai đâu? Cẩn thận nha, thì từ từ thôi. Cái đầu mày đó. Có ai đâu? Đó, nghe không? Không, nghe có tiếng mà không có thấy người. Bà đuổi mình mà cái là gì? Bà ý là bà đuổi mình á, nhưng mà đi xích giọng thử đi. Có bà còn chậm không nghe tiếng. Cái tay, ủa cái tay mày mà. Cái tay áo mày màu xanh. Màu xanh nó màu đen. Kìa, sao mà tôi. Ôi trời. Rõ ràng cái tay áo mày luôn á. Nó cái kéo nữa thấy chưa? Nó tì. Ủa. Cái tay áo của mày rõ ràng. Rõ ràng của tôi mà. Nó mày chứ. Không phải, tôi. Mà nó giả mày á. Ừ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi đâu giờ bà ơi? Tụi con đến đây hôm nay xác định đến đây rồi á. Thì nếu mà bà nghe được những lời tụi con khuyên bảo thì bà hãy quy y theo chánh pháp. Ôi trời. Mày nữa đó. Vậy giống không? Nó đó. Hiểm quá vậy. Đưa kéo tao cầm cho. Ừ. Có gì tao đâm mày. Ê, có gì tao giữ. Phải không? Ông giả, họ giả ông. Đi, đi đi. Tao cầm máy mà. Chắc chưa. Chết queo đó. Rồi bao rửa mình chạy kìa. Bao rửa mình chạy luôn kìa. Đi đâu vậy? Gì? Đi đâu vậy? Ý là bao rửa, bao kêu, bao rửa cho mình chạy á. Ai kêu đâu, bao kêu mình đi á. Bà đừng có lo, bây giờ con nói với bà nghe, bà đừng có lo. Bây giờ bà đang gặp cái nguyên nhân nào, bà bị người nào hại, bà cứ nói tụi con đi. Tụi con sẽ dốc hết tâm để giúp đỡ cho bà. Chứ bây giờ bà sợ hoặc là bà đang nghi ngờ tụi con được cái đó sai khiến đến đây để mà hại bà hay hoặc là hại một người khác,
Thì việc đó bà cứ yên tâm, nếu mà tụi con muốn hại bà giống dĩ tụi con đã hại bà trước đây rất là nhiều lần rồi chứ không phải mới đây. Đó. Nghe tiếng bà mà không biết bà đâu. Ừ. Nó tới rồi. Kìa, ông thấy gì? Ông kìa, cái kéo đâu? Kéo này nè. Gì? Ủa? Ủa? Cái miếng cây, kéo đâu? Để cho ông gõ gàng nghe. Tao cầm mà. Ê, đây nè, cẩn thận kéo nè mày. Các người nếu mà muốn như nào xuất hiện rõ ràng đi, đừng có làm cái trò mà giả dạng người khác như vậy. Tôi nó biết đang đứng đây mà các người lại giả ra tôi đứng làm những việc xấu như vậy nha. Không dám lại gần. Còn mà kéo. Sợ làm bất ngờ cái không trả tay được rồi. Tiêu luôn. Vô từ từ. Không vừa vô được, dám vô. Gì? Có thấy không? Nó chạy được. Vậy? Được không? Từ từ nghe. Cái đồng nghe. Ý trời. Ủa? Đó. Giá cái mày hay thiệt chứ. Quái thiệt. Cẩn thận nè. Đi nhắm từ từ vô. Chậm chậm thôi. Đứng đi. Biết sao? Tại tôi vô sâu quá. Ông đứng càng quá chạy không được. Cái chừng cái đầu mày á. Để tôi đưa cái cây vô trước. Chắc ăn. Cây nặng dữ chặt. Ê, coi chừng nha. Ê, ông thấy gì chưa? Ông thấy chưa? Ông kìa. Bộ môn sao không thấy? Từ từ. Ê mày ơi. Cái gì? Cẩn thận nha. Ta thấy giống ổn á. Thấy hình. Bữa nay làm gì? Cái gì? Cẩn thận nha. Thôi đừng có vô nha. Đừng có vô. Tôi đứng vô quá à. Thấy. Hình như ông cũng thấy gõ mặt á. Nhưng mà cái vong mà giả cái tôi thấy cái tay thôi. Mà hình như là cái vong giống ông, hình như điều khiển cái vong giống tôi. Kìa. Nó nữa đó, từ từ. Từ từ. Bây giờ tôi nói người nghe gì? Các người đang đi sai đường lạc lối đó. Nghe cộng cáo tôi khuyên đi. Nếu mà các người thật tâm quy y. Kìa bên đây. Thật tâm quy y thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cho nha. Bên đây. Bây giờ tao với mày nè. Bây giờ một hằng bên mà mày nhắm vô được không? Một hằng bên vô hả? Ừ, mà phải kỹ kỹ nha. Ờ lỡ trong đó hai vong đó là tôi ông lấy vô bị sắn kéo rồi sao? Bởi không sợ không biết sao giờ. Đi qua đây nè. Bà nếu mà bà ấy bà có bà còn cái tâm thiện á thì bà hãy khuyên nhủ những phong linh này đi. Đừng có để họ vậy hoài, họ sau này họ cái nghiệp họ nặng lắm, biết nào thoát đi được. Ê. Bên đây là tao. Đưa cái lục kìa ông, cái lục kìa. Cẩn thận nha mày. Ê, bên kia kìa. Thì đó tao nói đang nhà mày không nó nhìn. Ê cái gì ông ơi? Cái gì? Trời ơi, cái gì? Trời cái gì trời? Trời chết bà luôn rồi. Cái đồ. Được không? Ê được không? Tại sao? Được. Ông kiềm chế cái thằng vào đi. Nó đang điều khiển ông đó. Các người đúng rồi. Được không? Sao mà kéo trong tay tao không? Ai đều biết. Thấy họ. Với họ nó cầm mà.
Kìa kìa bà ấy kìa. Bác kêu dậy đi kìa. Cái tay này nó mưu bị liệt không mà giỡn được. Cái cây đèn á. Cây. Mở cây hả? Không phải, cái tay này nó không giết được. Bà ơi, bây giờ con khuyên bà nên hỗ trợ tụi con. Để được chưa? Bao tiêu rồi? Được không? Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà bà nghe cũng như bà thấy những gì bà đang trải qua đó đây, cái sự đau khổ đó đây nhé, thì bà nghe lời chúng con, tụi con sẽ không đi đâu nếu mà chưa giúp được cho bà. Nếu mà bà thấy những gì mà đau khổ, những cái muộn phiền cũng như sự ức hiếp của những vong linh khác nơi đây á, mà bà muốn phát tâm quy y Tam Bảo về với cõi Phật, thì ngay bây giờ bà, tụi con sẽ bà lên lễ cúng. Nếu mà được không, mà anh sẽ lúc trước họ, bà có thể sai khiến họ mà. Ôi, cái tay tôi nè. Không phải cái tay mình mà cái kéo. Giờ cái kéo. Giờ làm sao giờ? Lấy cái kéo, có kiểu nhiều khi cái kéo á là cái... Cái kéo đâu rồi? Cái... Quăng đâu rồi? Quăng nằm đâu rồi? Như cái đứt tia tổ quăng. Kìa trời! Ê! Lọc bông! Ê! Sao cái tay mày? Ủa? Tao phải cho tôi gặp đây! Ê! Nè! Mày cái tay với mày kìa! Ê! Tao như mệt luôn! Ê! Cái tay đâu ra vậy? Ê! Được không? Tôi quay lại. Cái gì? Có gì đâu. Ủa? Cái tay không thấy đâu ra vậy? Sao cái tay tôi không biết đâu, phía sau lưng tôi lòn ra trời. Sao tôi quay lại không thấy chưa? Ông thấy nó đâu ra vậy? Nhìn thấy không? Cái mình mẹ. Cái mình tôi ra hả? Ừ. Là trời. Còn một tay luôn á. Ừ. Mà nó giống như nó mọc ngang nách này nè. Như gì? Ừ. Tôi hình ba tay luôn. Ủa. Mà cái kéo nãy nó nằm ở đó mà nó quăng, ứ ông quăng nó rồi mà. Ừ. Cái kéo biết di chuyển rồi. Giờ tính, giờ này nè. Tính sao? Giờ để tao bởi nếu mà bà ở đây ha, thì tụi con không phải là thầy bùa, cũng không phải là sử dụng phép thuật gì đó mà làm hại vong linh. Tụi con thì là đi giúp đỡ vong linh. Hữu duyên thì tụi con gặp vong linh, có duyên tụi con thì con sẽ giúp đỡ. Thì bây giờ cái đầu này cất xuống nè. Nếu mà có duyên á, thì bây giờ á, tụi con sẽ mong rằng á, khi mà tụi con bài cái lễ cúng đây rồi á, thì cũng mong rằng bà nghe được những gì tụi con đến cầu rồi. Ê, cẩn thận nha. Cái kéo đó mất tiêu rồi nghe. Bây giờ mình không có quan tâm tới những cái bông bên khác nữa. Giờ bài ra lễ cúng ở đây. Nếu mà cầu bà ra, nhưng bây giờ bà chịu theo nè, thì mình đặt đây cũng quay lúc nếu mà cũng... tâm của bà thiện á, nghe là bà buông bỏ thì mình giúp bà đi. Ừ. Còn bằng không thì thôi, đặt đây nó không có trái nắng nè. Ủa gì, cái gì đó trời, cái chữ gì đó vậy, có chữ gì kiến vậy? Không, cái chữ tấm ví dụ, cái chữ cái gì vậy? Cái kéo ở trong đó này không... mình trắng đó không? Ừ. Okay.
phải, giật mình. Đâu phải trong này gì nè. Điều gì? Đâu, không biết ở đây hay ở ngoài. Mỗi lần mình cái cây này đâu bay lại nữa nè. Để tao làm thử cái nữa coi bả làm không. Sao giống như là mày nghe thì tiếng ngoài nhưng mà tại sao? Ừ. Ủa? Gì? Cái ống tiêu rồi. Ở đâu rồi? Cái nằm mé này mà. Cái nằm mé chủ quán kiến mà. Dở lên thấy rồi, tiêu rồi. Tới bây giờ. Trời ơi, kéo mình cho cái bình trà nữa kìa. Hết cái lượt, cái lượt kìa. Không được. Đâm nó kìa. Cô đâu rồi? Gì? Cái lượt. Thôi nó bay cái dẻo qua đây mà. Các bạn cái vô đây mà. Quay bánh. Có gì không? Có gì ở bên ngoài? Có cái bông mà giả giả tôi ở bên ngoài lắm á. Cẩn thận nghe. Ê, đâu có thấy gì đâu. Gì? Mới đó mà. Còn đó không? Kìa. Ủa? Mày. Tôi hả? Mày. Được không? Đâu rồi? Bây giờ về đi. Ra ngoài cúng đi. Nếu mà bà này có chịu đi với mình. Mình đi thấy bà, cái tâm bà cũng thiện lắm không? Cúng đi, cúng vô đi. Kìa, vô trá. Mình cúng rồi, quay đây không trả đâu, tại nó thức rồi. Đặt dưới này luôn đi. Gần quá. Đi xa một chút. Nó gì được hả? Mỗi thì xíu với giò luôn cái chắc ăn. Gạt cho nó. Mày lên phút cái ra. Phút cái góc tủ. Đây được không? Đây. Ôi giời ơi. Tổ hả? Vào cái bờ không trả lắm luôn. Rồi con đây giúp đỡ, chú là muốn giúp đỡ cho bà mà bà lại. Không phải, nó đâu phải bà. Dạ. Cái tiếng đâu phải bà. Ôi dạ. Nghe giống giống vậy. Nghe là biết không phải bà rồi. Bây giờ như nè. Các người thì cứ chống đối hoài cũng. Tôi để các người chống đối. Để coi các người chống đối đến khi nào. Thì hai cô cháu hôm nay thì cháu từ hôm nay thì đến đây giúp cho bà lão. Nếu mà bà lão tâm thiện lành thì bà lão sẽ đi. Anh về chung không? À. Anh về chung còn không? Còn ở chồng á. Tại sao tôi con không hiểu tại sao có người giúp mình đi mà tại sao mình lại không đi mà mình lại hết luôn rồi. Còn có bà cay hay mấy sao mà cái dấu cũng được. Vì là ở trong cái kéo này. Ừ.
nhìn rồi, nhìn chưa? Nhìn kìa. À, các người khổ sở bấy lâu nay rồi. Nguyên nhân vì sao có người đi không được? Dạ, có người giúp. Có người giúp thì cái người lại làm dữ, làm hung. Có người không muốn đi. Đến lúc có người lại bị người này kia, họ đến họ bắt họ hại, thì có người lại than hơi khổ. Mưa hả? Thôi em thổ lùi ngoài biết có mưa không? Chắc chỉ mưa ạ. Đừng mưa, để mình đoan đường về nó xa lắm. Đây xuống núi mưa biết được luôn. Mình gâm không? Chợt thấy bà luôn. Thì bà, nếu mà bà ở đây và nghe chúng con nói thì bà hãy đến đây, nếu mà bà mong muốn được chúng con giúp đi. Tụi con giúp thì không phải là chúng con không bắt, không làm. Không làm, nói chung không bắt bớt mà được, không phải là không được, nhưng mà tụi con không muốn. Tụi con muốn là bà phải phát từ cái tâm của bà. Tại bà muốn đi và phát từ cái tâm của bà đi, bà mới thấy nhẹ nhõm. Chứ mà tụi con bắt ép buộc bà tụi con làm được á, nhưng mà tụi con không muốn. Thì đây tụi con đang có bàn cúng đây. Nếu bà có điều gì đó không có nói ra được, hoặc là bị người ta ép buộc như thế nào đó, hay hoặc là bà đã phát tâm mà bị ai đó cản trở, thì bà có thể đến đây và cho tụi con biết được là bà đang cần giúp như thế nào, thì tụi con sẽ cố gắng giúp bà. Ở đây bà gắng cố gắng cơ hội này nha. Nếu con thấy bà đã có tâm rồi đó, nhưng mà nếu mà tụi con hôm nay mà bà không chịu đi nữa thì tụi con không trở lại giúp bà nữa đâu. Bây giờ tụi con cả nhà, con xin cả nhà để hai con cháu ra ngoài rồi ngồi trả lời cả nhà. Thank you.
Cháy nhà người ta luôn. Cháy, cháy mất đi rồi. Ừ, cái da thành cái ông còn chết vậy. Rồi, nghe này đi. Kiệt. Ta nha, nhìn nè. Mà lửa mà đốt này xa lắm mà ta. Ủa, sao có cái lá cây dưới đây nữa vậy? Không biết. Này đâu rồi? Không biết nữa. Mà lửa mình là cày lúc này sao cháy cái đó được? Ừ. Mà nó cháy đó sao không cháy cái này? Quải thì cháy hết cái bò 2 mét tiêu luôn rồi. Cũng may. Bà kìa, bà kìa. Nó mua như là phải. Bà quý vị phát tâm rồi. Bà phát tâm rồi. Bây giờ nếu bà đã phát tâm thì bà có thể ra ngoài này. Con mời bà ra ngoài này.
Ba ơi, ba ra đây được không? Bây giờ bà ra ngoài này đi. Bà ra ngoài này đi. Tôi còn giúp đỡ cho bà về nơi khác nha. Mô Di Đà Phật. Sao cháy dữ ta, cũng may mắn là nó không cháy lên đây luôn. Thôi bây giờ nè, con nói cho bà nghe vậy nè. Thì bây giờ hôm nay con thấy Tâm mà chắc có thể ở trên đất đai Thủ Thành đây cũng giúp đỡ gia hộ, giúp đỡ với cho hai con cháu giúp đỡ bà nè, bởi vì cháy thân đường thế thằng bà. Thì bây giờ thôi thì tụi con cửa tự mở vậy, ai vậy? Mở anh nó chơi đâu. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Vậy nó mở cửa đi. Ừ. Bây giờ như thế này, những cái đồ đạc đây á, bà dựa vào đâu được, tụi con mang về chùa bà chỉ cho con đi, vào đó. Cái bát hương đi ha. Vậy bà giờ bà vô lấy bát hương đi, rồi cháu con mang cái bát hương này bây giờ tụi con đem đến một cái miếu, chứ không có đem chùa, tại gần đây nhất có cái miếu rồi. Có miếu cái này nè. Cái dưới này có cái nè. Cái này có cái nè. Sao dưới này thận nhiều? À, nói chung nào được. Nhưng mà này thận này leo lên nó đúng. Thì xuống đi. Đi xuống dưới này ở chỗ khe cái dọc cục đá đó. Ở đó cũng có nhiều người ta. Nóng được. So. Đi cẩn thận nha. Ừ. Thôi bây giờ bà vô đây tụi con hộ niệm cho bà. Rồi giờ qua con đưa bà đi ha. Nam mô Di Đà Phật. Bản thân này có quyết định chân ngôn. Nam mô Di Đà Phật. Giờ ta đã ra thì cái ta chỉ đâu cả thì gì đã ta làm thì gì đã thì cái này đấy gì đã thì cái này đây vậy này đã chạy ra cả lời ta bà. Thôi đi đi. Đêm nay ngoài đốt đây. Thôi đi ngoài đốt sao đi. Cái nhà con đêm liền cái nhà. Cái kéo tới giờ còn nóng luôn vậy. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn nhà rất nhiều. Đi. Chào cả nhà, hàng cả nhà. Đi cả nhà, mời. Chào cả nhà. Đi bưng cái này xuống dưới liền.